Cậu đúng là hạng người rác rưởi ham tiền. Cậu yêu người đàn ông đó lắm sao? Nếu trong lòng anh vẫn còn nghĩ tới em thì xin anh hãy ngăn mẹ anh lại. Anh làm được chứ? Cậu sẽ sống tốt, nhất định con sẽ được hạnh phúc mà. Chồng tương lai của con phải là con trong gia đình quyền quý, xuất thân danh gia vọng tộc, ngoại hình phải thật chuẩn, gương mặt phải dễ nhìn. Cô Dâu Vàng phát sóng lúc 6:15 và phát lại lúc 23 giờ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên HTV3.